Trước diễn biến của bão số 10 thì lần đầu tiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã phải sử dụng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 là cấp độ lớn nhất được sử dụng từ trước đến nay. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng đã họp khẩn trong ngày hôm nay để bàn giải pháp đối phó với cơn bão này. Vùng ảnh hưởng bão rất rộng, từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế, nhưng trọng tâm là các tỉnh Bắc Trung Bộ, bao gồm 3 tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, với gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Các địa phương lân cận cũng phải rất chú ý vì hoàn lưu bão rộng đến 500 km. Bão vào sẽ gây chiều cường, sóng lớn ở khu vực ven bờ cao 5m, ngoài khơi 10m. Lượng mưa trong đợt này không kéo dài, tập trung từ trưa ngày 15 tháng 9 đến trưa ngày 16 tháng 9 với lượng rất lớn, tập trung ở Bắc Trung Bộ từ 300 đến 400mm, vùng gần tâm bão khoảng từ 200 đến 300mm. Hiện nay thì không có các cái tương tác khác như là làm ảnh hưởng đến giảm cường độ như là không khí lạnh hoặc là các cái yếu tố khác. Và cái quán tính của cơn bão thì phát triển mạnh lên thì tôi dự kiến là chúng tôi cho rằng là tất cả các điều kiện đang thuận lợi để cơn bão càng ngày càng mạnh lên đi vào đến đất liền nước ta. Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã nhấn mạnh đây là cơn bão rất nguy hiểm, mạnh nhất từ đầu năm 2017 và hiếm có trong nhiều năm trở lại đây. Bão số 10 lại hình thành trong bối cảnh các cơn siêu bão liên tục xuất hiện và đổ bộ vào Trung Quốc và Mỹ, gây thiệt hại rất lớn trong thời gian qua, nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và khó lường. Tính chất hết sức là nguy hiểm của cơn bão này. Nếu như cứ tiến độ này thì có lẽ là nó sẽ đổ bộ vào ta cỡ khoảng 15 chiều tối ngày 15 hoặc ngày sáng ngày 16. Rất gần như thế. Nếu như không có thay đổi hướng tuyến và tốc độ. Cái thứ hai nữa, đây cơn bão dự báo là sẽ lớn nhất ở năm nay với cái cường độ, với cái phạm vi ảnh hưởng 500 đến 600 km như thế. Công tác quan trọng nhất lúc này là kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú. Hiện có rất nhiều tàu nằm trong tầm ảnh hưởng của bão. Các địa phương cũng cần đặc biệt lưu ý tới các tàu chở hàng, tàu vãng lai, tránh xảy ra thiệt hại lớn về người như trong cơn bão số 2. Ngoài ra, mưa bão cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Trưởng ban chỉ đạo khuyến cáo các địa phương thực hiện phương châm thu hoạch xanh nhà hơn già đồng, hạn chế thiệt hại và không tiến hành gieo trồng vụ đông trong thời gian này.